Xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu động cơ 60V 2000W dành cho các bạn nắp lên cái cầu xe hoặc là động cơ này, động cơ không giảm tốc nhé. Tốc độ của nó là 3500 vòng trên phút. Đấy, thông số đây, dòng 35A này. Có cả bộ điều khiển luôn các bạn nhé. Đấy, con này là 3500 vòng trên phút. Thì cái loại này là loại lỗ 18 răng nhé. Cái này bạn nào mua về chế làm xe chạy ngoài ấy, thì mua thêm cái trục 18 răng nữa. Thì các bạn mua trục và các bạn gắn cái vòng bi ở cái g này, nó sẽ đồng tâm rồi, nó dễ làm. Đấy, con này thì có cân nặng là khoảng 12-13 kg. Loại to các bạn nhé, chứ không phải loại nhỏ đâu. Đây là động cơ lớn đấy. Đường kính động cơ này, đường kính động cơ là 15 cm này. Chiều dài động cơ là 23 cm này. Bộ điều khiển tay ga hoặc chân ga. Mọi chi tiết liên hệ là số điện thoại 0983 818 955. Loại này thì bên em đang có là 60V 1500 và 60V 2000. Các bạn chế xe máy điện hoặc xe gì thì có thể dùng loại này cũng được. Hoặc là chế vào hộp số. Thì lưu ý một chút là để mà chạy được xe 4 bánh ấy, thì nó phải qua một cái hộp số giảm tốc đi khoảng 10 lần. Và để chở hàng nặng ấy, thì người ta có cái hộp số là giảm đi khoảng 20 lần. Đấy.